Bắt đầu. Anh đừng để như Huệ, anh toàn để mấy Huệ ngồi nữa thôi ấy rồi. Cười lên cái, cười okay. lên cái. Bắt đầu. Chúc mừng sinh nhật Việt Kê. Chúc mừng. Cười lên một tí rồi ơi. Chúc mừng sinh nhật Việt Kê 5 năm. Chúc mừng. Chúc mừng sinh nhật Việt Kê. Dạ. Chúc mừng sinh nhật Việt Kê à? Chúc mừng sinh nhật Việt Kê. Chưa. Bắt đầu. Chúc mừng sinh nhật Việt Kê. Bắt đầu. Chúc mừng sinh nhật Việt Kê. Bạn đã làm việc tại công ty bao nhiêu lâu? À, mình làm việc tại công ty thì đến bây giờ là 1 năm, 6 tháng, 10 ngày. Trong quá trình bạn làm việc, bạn thấy công ty mình đã thay đổi như thế nào? Việt Kê ngày càng phát triển hơn, chuyên nghiệp hơn. À, và đặc biệt là nói này em thấy nó ngại quá. Ô, nhưng em không thể dối lòng mình được. Sếp to hơn. Nhanh lên. Thế bạn thấy đội ngũ nhân viên công ty như thế nào? Các bạn chăm sóc thì nói chung là tất cả các chị em thì đều ngày càng xinh đẹp hơn, năng động hơn, và đặc biệt là mình có rất nhiều kỷ niệm với cả các bạn nhân viên chăm sóc, như những ngày mà trời rất là nắng ấy, tất cả cùng nhau đi con đường rất là xa xôi để đến nhà khách hàng, rất là mệt, khát nước kinh khủng. Và ngoài ra thì em lại cũng không thể dối lòng mình được nữa đối với bộ phận tư vấn ạ. Khi em vào làm việc đến tận bây giờ ạ, biết nói thế nào rồi, nhưng mà thật sự là từ bé đến giờ mình chưa bị ai gắt nhiều ấy đâu, là mình nhớ nhất là chị Thị Huệ ạ. Mình trong chuyến đi Sapa khá là dài ngày thì mình đã bị chị Huệ gắt từ trên tàu cho đến lúc mà nằm ở trên giường ạ. Không, chị không nói là em điêu. Và tiếp tục nữa là bạn Hằng ạ, mình nhớ nhất là bạn ý rất thích ôm, khổ thế cơ chứ ạ. Và lần này trong chuyến đi cửa lò thì bạn Hằng đã bảo là bạn Hằng đặt gạch bên trước là bạn ý sẽ ôm mình. Nên mình đã bảo là bạn Hằng có thể quấn mình vào trong cái chăn để ôm mình như vừa ôm thôi, mình tình nguyện mà. Còn gì nữa không anh?